Sư thầy nuôi 100 con. Thưa mẹ, con muốn được đi tu theo giáo lý nhà Phật, có được không ạ? Tại sao con lại hỏi như vậy? Khi con nghe sư giảng đạo, con thấy mình được cứu độ trong đó. Xin mẹ chấp thuận mong muốn của con. Ngay từ nhỏ, con đã cho ta cảm giác con rất đặc biệt trong 5 đứa con của ta. Con cũng rất thích đi vào chùa nghe giảng đạo và lặp lại những điều nghe được bằng một cái tâm trang trọng. Phải chăng đây là cái duyên đặc biệt giữa con với con đường xuất gia? Hakuin bắt đầu xuất gia từ năm 8 tuổi. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng Hakuin đã thể hiện tố chất ham học hỏi, kiến thức sâu rộng và lòng khiêm nhường hướng Phật. Thiền sư quả là cao đạo uyên thâm. Phu nhân hãy nhìn xem, đệ tử ở khắp nơi không quản xa xôi đến đây theo học. Quả thật danh tiếng thiền sư Hakuin đã lan rộng khắp vùng. Một vị thiền sư có tâm rộng lượng, đạo đức đáng kính trọng. Nhìn thầy toát lên vẻ thánh thiện của bậc tu hành. Ta định mở kho gạo nhà mình, chia ra một phần làm công quả cho nhà chùa. Đây cũng coi là một chút tu tâm tích đức. Vâng, nghe theo lời của lão gia. Xin người hãy che chở cho con, đặc biệt là đứa bé trong bụng con được bình an. Thực sự con không biết phải làm thế nào. Mấy nay lòng cứ bồn chồn chẳng yên. Con cảm ơn thiền sư. Xin ba mẹ tha cho con, con gái lỡ dại lần này. Đúng là mất mặt, ta không có một đứa con như ngươi. Trời đã, tại sao cuộc đời tôi lại sinh ra một đứa con làm mất mặt gia tộc như thế này? Lão gia, từ từ có chuyện gì thì giải quyết. Ông đừng có quá kích động ảnh hưởng tới sức khỏe. Thưa cha, thưa mẹ, con có tội. Con rất lỡ dại con mang với người ta là con gái bất hiếu. Xin cha mẹ tha tội. Tha tội ư? Đường đường là con gái của gia tộc Ca Tô U mà lại sống buông thả như vậy. Bây giờ mặt mũi đâu mà nhìn người ta? Nhục nhã lắm con à. Cha của đứa bé là ai? Tại sao không nói để cưới xin mà phải ra nông nỗi này hả con? Thưa mẹ, xin mẹ đừng hỏi nữa mà. Đứa bé này là con của con nhất định sẽ sinh nó ra. Con nói thế mà được à? Phải bắt hắn ta chịu trách nhiệm. Con gái không thể không chồng mà chữa như thế được. Con không thể. Xin cha mẹ hãy hiểu cho con. Xin hãy để cho con tự quyết định. Mặt mũi danh dự, tự trọng của cái nhà ta, con có quyết định được không? Con tính để cho ta tức chết hay sao? Con không mau nói tên của kẻ đã gây ra chuyện này đi. Người đâu? Lôi nó ra ngoài, dùng trôi mây đánh tới khi nào nó khai ra tên thông gian thì mới thôi. Ơ kìa lão gia. Phu nhân cứ mặc tôi. Người phải cứng rắn, nếu không việc sẽ tồi tệ hơn. Cha mẹ đừng ép con. Con có nỗi khổ riêng, con không thể nào nói được ạ. Các người đánh thật mạnh tay vào, kẻ nào nhẹ tay thì cũng bị phạt y như vậy. Cha, có phải trước đây cha sùng bái nhất là thiền sư Hakuin không? Đứa con này là của ông ấy đó. Cha dám bắt ông ta chịu trách nhiệm hay không? Cái gì? Nó nói cái gì? Thật không thể ngờ. Ê, các chị biết tin gì chưa? Mấy hôm nay quá nhiều lời đồn đoán rồi đó. Đại chuyện con gái nhà ông Ca Tô U không chồng mà chữa chứ gì. Các bà biết cha đứa trẻ trong bụng cô con gái nhà Ca Tô U chưa? Chuyện âm âm ai mà chả biết. Tôi không thể ngờ thiền sư đáng kính lại là người như vậy. Đúng là ông đi hết cuộc đời mà không thể biết hết chuyện kỳ quái. Không thể tin được lại có chuyện đó xảy ra à hen. Đúng là người càng tỏ ra đức độ thì bản chất càng thô tục mà. Ôi trời ơi, bây giờ còn ngồi nghe giảng đạo được hay sao mọi người? Sư phụ sao có thể vẫn thản nhiên vô sự như thế chứ?
Thưa thầy, ngoài kia người ta đang bàn tán vì thầy, mà thầy vẫn còn ngồi ở đây bình thản giảng đạo được sao? Ngoài kia họ bàn tán về chuyện gì? Họ đồn thầy làm cho con gái nhà Kato U có mang đó. Vậy sao? Thầy không còn điều gì để nói, hay đó là sự thật? Tôi thật sự không thể ở đây lắng nghe một thầy như thầy giảng đạo lý được nữa. Thiền sư còn tĩnh tâm mà đọc kinh được hay sao? Đối với những việc không phải của mình làm thì ta không cần phải giải thích đâu. Trước nay gia đình của ta vẫn ngưỡng mộ ông là thiền sư đức cao vọng trọng. Thậm chí gia đình ta còn định mở kho gạo quyên góp. Thế mà ông lại làm ra chuyện tày đình như vậy, uổng công cho nhà của ta chẳng tiếc công quả bao nhiêu năm qua. Đây là con của ông, ông hãy tự đi mà nuôi nó đi. Gia đình của tôi không chấp nhận người cháu dơ bẩn này. Vậy sao? Đến lúc này để xem ông còn tu hành gì được nữa. Đúng là vô liêm sỉ, đạo đức giả. Hãy dùng đạo lý của ông mà diễn thuyết cho con ông mỗi ngày đi. Không còn cách nào khác, thiền sư Hakuin đi hành khất khắp nơi, ẵm theo đứa trẻ mới sinh để xin sữa. Hết ngày này đến ngày khác chịu sự dè biểu của người đời. Xin cô thương tình, hãy cho đứa trẻ này một chút sữa ăn. Nó khát sữa mẹ rất tội nghiệp. Trời đất ơi, ông là người không đứng đắn gây tội lỗi như vậy, còn mặt mũi đi khắp nơi được hay sao? Thôi, mau mau tránh xa tôi ra đi. Tôi không muốn người ta chỉ trỏ vào tôi. Tránh xa ra đi. Tôi đã làm ra chuyện gì thế này? Con ơi, ta nhớ con lắm. Con của ta. Không được thưa tiểu thư, để lão gia biết được sẽ không hay đâu. Tiểu thư vừa qua cơn bạo bệnh, không chịu nổi tiếp trận đòn roi nữa đâu ạ. Mày thật là ích kỷ, Amaya. Gia chủ có thể làm phước cho tôi xin một chút sữa cho đứa trẻ này được không? Nó đang rất đói, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ. Khoan, chờ chút đã. Dù ông có gây nên tội lỗi thế nào thì đứa bé cũng thật tội nghiệp. Nó vô tội mà. Ông đứng ngoài đây chờ ta một chút. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Một năm sau. Sao đứa trẻ lớn lên chẳng giống thiền sư chút nào? Có khi một năm qua ông ấy chịu nghiệp cho một kẻ nhút nhát khác không? Đúng rồi đó. Nếu vậy thì dòng tộc Kato'o quá thất đức rồi còn gì. Con của ta, con đã lớn như thế này rồi sao? Xin thiền sư niệm tình tiểu nữ vô tri mà rộng lượng bỏ qua. Con biết con đã đổ oan khiến cho thiền sư chịu bao khổ cực thời gian qua. Lương tâm của con dày vò cắn rứt, đến hôm nay con mới dám nói ra sự thật để giải thoát cho mình. Con quản con mình không nghiêm, suốt đời giữ danh tiếng gia tộc, lại vô tình làm liên lụy thiền sư mang tiếng xấu, vất vả cho ngài thời gian qua, một mình nuôi đứa trẻ và đối mặt với những lời thị phi. Con rất ân hận về những lời lẽ không suy nghĩ của mình lúc nóng giận. Con thật là nông cạn, cúi xin thiền sư chỉ dạy. Vậy sao? Thưa thiền sư, tại sao mỗi lần người khác làm chuyện không phải với mình mà ngài không giải thích chỉ nói vậy sao? Làm sao mà ngài có thể bình thản được như thế ạ? À? Giữa người với người gắn kết với nhau bởi nhân duyên, đây là cái nợ mà ta phải trả. Ta dùng thiện để hóa giải nợ, mọi chuyện qua đi, coi như một món nợ đã trả xong. Cả nhà con cúi lại ân đức của người. Sự tình được truyền đi, uẩn khúc của thiền sư được hóa giải. Dân chúng ngưỡng mộ, các đệ tử cảm phục đức nhẫn nhục và tâm lượng thản nhiên của thiền sư nên lần lượt kéo về. Danh tiếng thiền sư Hakuin tiếng lành đồn xa. Những lời chúc vượt thời gian. Lily, đến trường rồi. Bà dắt con vào nhé. Vâng ạ. Chào Lily, Lily tới rồi kìa. Lily, con sao thế? Muộn giờ rồi kìa. Ba, tại sao con không được mẹ để đến trường như bạn ấy? Con muốn được. Ngoan nào con gái, mẹ đang ở một nơi rất xa. Dù không ở đây,
Nhưng mẹ vẫn luôn nhìn thấy con mà. Bây giờ con vào lớp đi, cô giáo đang đợi kìa. Vâng, con chào ba ạ. Lily ơi, ba về rồi này. Lily ơi, Lily ơi, chị Marie, chị Marie đâu rồi? À, anh mới về đó ạ. Lily đâu hả chị? Sao em không thấy cháu ra đón như mọi lần? Hôm nay Lily về kêu đói bụng, tôi bảo cháu ăn trước, nhưng cháu cứ nhất quyết đòi ba về để ăn cùng, dỗ mãi mới chịu ăn. Giờ đang trên phòng rồi, nhưng sao hả chị? Con bé có vẻ rất buồn bã chuyện gì đó. Tôi nghĩ là nó nhớ mẹ. Lily ơi, con làm gì thế? Ba, con đang nghĩ làm thế nào để gọi mẹ xuống đây chơi với con nhỉ? Ngày mai là sinh nhật con rồi. Con gái ngoan, mai ba sẽ có món quà đặc biệt tặng con nhân sinh nhật 10 tuổi. Quà gì thế hả ba? Bí mật. Chúc mừng sinh nhật Lily. Con gái, hôm nay con có vui không? Con đợi mỗi quà của ba nữa thôi. Đi theo ba. Chào Lily của mẹ, chúc mừng sinh nhật 10 tuổi của con. Chúc con gái của mẹ luôn khỏe mạnh, đáng yêu và nghe lời ba nhé. Hôm nay con nhận được nhiều quà chứ? Con đang mặc bộ váy mà con thích nhất phải không? Ba ơi, mẹ... Lily yêu quý của ba, trước đây mẹ đã quay rất nhiều clip chúc mừng sinh nhật cho con. Bắt đầu từ ngày con 1 tuổi, nhưng ba sợ con buồn, nên bây giờ mới dám mở cho con xem. Mẹ rất yêu con đấy, con có biết không? Anh à, em đã quyết định rồi, em sẽ ngừng điều trị để cho con được an toàn. Em muốn con thật khỏe mạnh và chào đời trong an lành. Lily xinh đẹp của mẹ, hôm nay đã là ngày mùng 1 tháng 11 năm 2020, là ngày con tròn 15 tuổi. Thấm thoát đã đến năm 2025 rồi. Sinh nhật tuổi 20 thật tuyệt phải không con gái yêu? Mẹ mong con mãi là một cô gái hạnh phúc và mạnh mẽ. Lily yêu thương. Hôm ấy mẹ đã quay lại rất nhiều clip chúc mừng sinh nhật cho con, để hàng năm mẹ được ở bên con, cùng con tổ chức sinh nhật, gửi cho con những lời chúc. Có thể mẹ không thể luôn luôn ở bên cạnh con, nhưng mẹ đã luôn cố gắng yêu thương con trọn vẹn cả cuộc đời. Ba tin rằng con gái của ba mẹ sẽ trở thành một cô gái hạnh phúc và mạnh mẽ như mẹ của con. Ba. Người bạn mới. Gì vậy hả trời? Khiếp, ở đâu ra bộ ấm chén đen nhẽm, xấu xí thế này cơ chứ? Tớ mới được ông chủ mang đến đây từ hôm qua đấy. Ôi, sao cậu lại có thể vào được đây, lại ngồi cùng bàn với chúng tôi cơ chứ? Hãy nhìn xem, chúng tôi sạch sẽ và thơm tho như thế này cơ mà. Sao lại nói thế Kiko? Chị thấy bạn ấy dễ thương đấy chứ. Kiko, con không được nói thế. Mỗi loại đều có những công dụng và đặc điểm riêng con à. Loại nào cũng đáng quý, đáng trân trọng hết đó con. Mà chắc là cậu ta nói dối ấy chứ. Chắc chắn không phải ông chủ mang cậu ta về, mà là cậu chủ nhặt ở đâu đó thôi. Kiko, cậu được đi tắm đó hả? Bộ áo của cậu mới quá, lại đẹp làm sao. Chao ơi, sao mà sáng thế không biết. Tất nhiên rồi chứ, ai mà lại đen nhẻm và xấu xí như cậu bao giờ. Thôi, cậu ra chỗ khác đi, tớ không thèm nói chuyện với cậu đâu. Mọi người có biết gì không, chỉ độ nay mai thôi là ông chủ sẽ tổ chức tiệc thưởng trà với những người bạn thân đấy. Thật ư? Đúng ạ.
Hôm qua cháu cũng đã cùng ông chủ đi mấy nhà người bạn thân để mời họ đến thưởng trà rồi đấy ạ. Ừ, cháu nhắc ta mới nhớ, mùa thu cũng đã bắt đầu đến rồi. Hàng năm cứ đến chớm thu thì ông chủ lại ngồi thưởng trà ướp hương sen và ngắm hoa nở trong tiết trời dịu mát. Thật là một thú vui tao nhã các cháu à. Vậy ư? Và các cháu biết không, ông chủ sẽ lựa chọn rất kỹ càng bộ ấm chén mà ông định dùng để thưởng trà. Đó phải là bộ ấm chén thượng hạng, giúp người uống cảm nhận được vị trà một cách rõ ràng nhất đó cháu. Cha cha, nhìn ông chủ yêu quý nâng niu anh em nhà mình thì thừa biết là ông chủ sẽ chọn chúng mình trong bữa tiệc trà mấy hôm nữa. Cháu ơi, chắc chắn gia đình Kiko là những chiếc chén hảo hạng nhất rồi. Chắc là mọi người ra sân tắm nắng rồi cũng nên. Cũng không thấy nhảm chén đất đâu nhỉ. Có lẽ là xấu xí quá nên ông chủ mang đi rồi, chẳng thèm để lại trên bàn nữa. Kiko, cháu dậy muộn quá. Anh bạn chén đất xe của cháu được ông chủ mang đi từ sớm rồi. Bác ơi, bác có biết ông chủ mang bộ ấm chén mới đi đâu không ạ? Bên ngoài vườn, ông chủ và các bạn đang ngồi thưởng trà đó cháu. Ấm chén đất sét đang ở ngoài đó ủ chè. Vậy ư? Có chuyện đó thật sao? Tưởng là ông chủ sẽ mang mình đi pha trà ngon tiếp khách, nào ngờ. Thời tiết này thưởng trà là nhất. Ừ, mà bộ ấm chén nhà ông rất đẹp và độc đáo đấy. Cảm ơn ông. Tất cả là tại cậu ta. Nếu cậu ta không ở đây thì có lẽ mọi việc đã khác. Mình căm ghét cậu ta. Kiko à, ra ngoài đi dạo cùng mọi người không con? Hôm nay thời tiết đẹp lắm. Thôi mẹ ơi, con muốn ngủ thêm một lát nữa ạ. Cha cha, mọi người đi vắng hết, ở nhà một mình cũng buồn. Hay là mình ra ngoài chơi? Cả năm rồi cũng chỉ dùng có một lần, chẳng quý báu gì cho cam. Ôi, ôi, đi ra ngay đằng kia, đi ra, đồ đáng ghét, đi ra đằng kia mau lên. Đi mau, cẩn thận Kiko. Hả, Tư vẫn còn sống sao? Kiko, cậu có sao không? Cảm ơn cậu nhé, chén đất sét, chỉ một chút nữa thôi là mình đã tan tành thành nhiều mảnh rồi cậu ạ. Cảm ơn cậu, cậu rất tốt. Không có gì đâu cậu ơi, chúng ta là bạn mà. Cảm ơn cậu, từ giờ chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau nhé. Được chứ, nhưng trước hết hãy để tớ kéo cậu dậy đã nào. Hiệp sĩ gấu nâu. Khỏe quá, khỏe không thể tưởng tượng nổi. Hổ vàng quả là có sức mạnh vô địch. Lần này danh hiệu hiệp sĩ khó mà thoát khỏi tay hổ vàng được nha. Phải đây. Đúng thế, ta đã chờ đợi cuộc thi này lâu lắm rồi. Chào mẹ. Sao dạo này con đi lấy củi lâu vậy? Dạ, con còn luyện võ để tham gia cuộc thi hiệp sĩ thủ lĩnh chứ mẹ. Sao, con muốn tham gia à? Được làm hiệp sĩ không dễ đâu con à. Ngoài sức mạnh, con cần phải có trí tuệ sáng suốt mới có thể lãnh đạo dân chúng được. Bao nhiêu năm nay, vẫn chưa ai xứng đáng để thay thế vị trí của bác sư tử già con à. Chính vì bác ấy đã quá già yếu rồi, nên năm nay mới tổ chức cuộc thi sớm. Mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ làm được. Ừ, nếu vậy, con phải cố lên. Loa, 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 loa. Hỡi các thần dân, các hiệp sĩ, hãy lắng nghe chiếu lệnh của hiệp sĩ thủ lĩnh đáng kính của chúng ta.
Gần đây, ta cảm thấy sức khỏe của ta không còn đủ đảm bảo để thống lĩnh các chiến binh, dẫn dắt các thần dân. Cần phải có người thay thế. Ta mong rằng hôm nay sẽ tìm ra được người xứng đáng để kế vị ta. Cuộc thi tuyển chọn hiệp sĩ thủ lĩnh bắt đầu. Hoan hô, hay quá, đánh hay quá. Anh chàng gấu nâu này cũng khá đây. Dành chức hiệp sĩ thủ lĩnh chắc rồi. Đấu làm sao lại được với ta? Chỉ có ta mới là người mạnh nhất. Hổ Vằn rất mạnh nhưng mà hung hăng quá. Rất khôn khéo. Hổ Vằn và gấu nâu đã xuất sắc vượt qua rất nhiều đối thủ. Cả hai người đều rất mạnh, khá xứng đáng để thay thế ta. Nhưng hiệp sĩ thủ lĩnh chỉ có một, và hai ngươi sẽ phải vượt qua một thử thách nữa để phân định thắng thua. Hai ngươi sẽ phải lội qua con suối kia một cách nhanh nhất. Ai sang được bờ bên kia trước, người đó sẽ thắng cuộc. Dụng cụ ta đã để sẵn trên bờ, nếu muốn các ngươi có thể dùng, miễn sao các ngươi có thể qua bên suối kia một cách an toàn và nhanh nhất. Cái suối thế này mà cũng gọi là thử thách sao? Ta tin chỉ một loáng là qua thôi. Thưa ngài sư tử, đây mà cũng gọi là thử thách sao? Có thử thách nào khó hơn không ạ? Khó dễ gì, cứ phải làm mới biết. Tôi hiểu thưa thủ lĩnh. Tốt. Cuộc thi bắt đầu. Hồ nông và trong vắt thế này thì có gì mà khó nhỉ? Nhưng thủ lĩnh cho để ủng và gậy ở đây chắc không thừa. Mình cứ phải đi vào. Rõ là cầu kỳ quá mức. Mình chiếm lợi thế rồi. Thắng là cái chắc. Vậy là đã tìm được người xứng đáng. Hổ Vằn, ngươi biết vì sao mình thua chưa? Dạ. Ngươi giỏi võ nghệ và rất dũng mãnh, nhưng mới có một chút thành tích đã chủ quan. Ngươi có biết dưới làn nước trong vắt kia vẫn có thể có những mảnh thủy tinh chứ? Sai lầm của ngươi là đã quá lỗ mãng, chủ quan và thiếu thận trọng. Mà một hiệp sĩ thủ lĩnh thì trọng trách rất lớn, thống lĩnh các chiến binh, bảo vệ sự an nguy của cả dân làng. Nên ngoài sức mạnh ra còn cần phải có một trí tuệ sáng suốt. Gâu nâu, ngươi đã chiến thắng xứng đáng, và ta rất yên tâm vì đã tìm được người thay thế. Từ nay, gấu nâu sẽ là hiệp sĩ thủ lĩnh của chúng ta. Tiệc mừng thọ mẹ. Sao bài này khó thế nhỉ? Anh hai ơi! Ơi! Bảo gì anh thế? Bài này khó quá. Anh hướng dẫn cho em làm nhé. Ừ, đâu để anh xem nào. Xong rồi, anh hai giỏi thiệt đó. Thôi để anh xuống nấu cơm, mẹ chắc sắp về rồi đấy. Để em xuống phụ giúp anh một tay nha. Ừ. À, mẹ đã về. Chúng con chào mẹ ạ. Ừ, mẹ mua bánh tráng cho hai anh em đấy. Ôi, có bánh tráng, ngon quá. Chúng con cảm ơn mẹ. Anh hai cả ngày làm bao nhiêu việc rồi, anh ăn đi. Mẹ còn vất vả hơn chúng ta nhiều. Mình đưa cho mẹ nhé. Mẹ ơi, mẹ ăn đi ạ. Mẹ nhường cho hai anh em con, mẹ no bụng rồi. Nhưng... Các con ăn đi. Mẹ no thật rồi mà. Thấy anh em mình
mình một nửa nhé. Ừ, anh xin. Nhiều năm sau. Sao mẹ không vào nhà ngồi cho mát? Ừ, mà sao thằng Hoàng mãi chưa thấy về nhỉ? Mẹ mong làm gì? Anh ấy có mấy khi thèm nhìn đến cái nhà này nữa đâu. Làm ông nọ bà kia rồi nên thế. Kìa, sao con lại nói vậy? Con phải thông cảm cho anh con chứ. Anh ấy về rồi đấy mẹ. Đúng là khoe mẹ, có gì mà phải bóp còi inh ỏi thế. Dạ, con chào mẹ ạ. Ừ, thế chỉ có con về thôi hả? Mẹ nó và bọn trẻ ở đâu rồi? Vâng, con tranh thủ ghé qua nhà thôi, nên không cho Bin đi theo. Nhà con thì nhiều việc quá. Lâu lắm con mới về nhà, mà lại đi ngay hả? Vâng. Mẹ ăn đi ạ. Ờ, mẹ xin. Các con cũng ăn đi. Vâng, tiện thể đây em nói luôn. Tuần sau mẹ 90 tuổi. Em định làm vài mâm cơm cả nhà quây quần cho vui. Ừ nhỉ, anh đoán quá. Nếu chú không nhắc, anh quên khuấy mất. Mà sao có thể làm vài mâm được, xoàng quá. Họ hàng nhà mình ít. Hơn nữa có mỗi mình em ở nhà, lo không xuể. Ở quê ai cũng chỉ làm vậy thôi. Không được, mấy ai được làm thọ 90 tuổi như mẹ đâu. Việc này phải tổ chức thật long trọng, hoành tráng, để mẹ nở mày nở mặt. Nhưng... Anh sẽ bao toàn bộ, chú không phải lo. Sao anh lại nói thế? Em cũng là con, cũng muốn có chút đóng góp chứ. Anh nói vậy chẳng hóa ra... Anh là người làm ăn, quan hệ rộng khách khứa, toàn người có danh tiếng địa vị. Anh còn phải giữ thể diện của anh nữa chứ. Chú suốt ngày quanh quẩn ở cái làng này, hiểu làm sao được. Anh dám nói thế hả? Anh khinh thường em phải không? Thôi nào hai đứa, mẹ thấy chỉ cần làm mâm cơm cả nhà là được rồi, không phải bày vẽ chi cho tốn kém. Việc nhỏ này mẹ cứ để anh em chúng con tự quyết. Ý anh vẫn thế, không có gì thay đổi. Nếu chú không nghe lời anh thì đừng coi anh là anh hai. Anh sẽ tự tổ chức riêng, lúc ấy chú đừng trách anh. Mẹ, mẹ ơi, liệu mẹ có sao không? Em đã gọi điện cho bác sĩ rồi, họ nói do căng thẳng về tâm lý nên vậy. Chỉ cần nghỉ ngơi là không sao. Mẹ, mẹ thấy trong người có khó chịu hay bị đau ở đâu không? Mẹ cảm ơn các con đã nghĩ đến mẹ, lo lắng cho mẹ. Mẹ nuôi hai đứa vất vả bao nhiêu, cực khổ bao nhiêu mẹ cũng chịu được. Mẹ chỉ mong hai anh em con sống tử tế, biết yêu thương nhau, đùm bọc nhau dù trong hoàn cảnh nào đi nữa. Đừng vì chút vật chất mà khinh thường nhau. Mẹ còn nhớ lúc còn nhỏ, tuy nhà chúng ta còn khó khăn, nhưng mà các con luôn yêu thương nhau. Dù là cây bánh tráng cũng nhường cho nhau. Vậy mà khi cuộc sống thay đổi, các con cũng thay đổi theo. Nếu các con nghĩ cho mẹ, thì các con phải hiểu rằng cách bao hiếu tốt nhất dành cho ba mẹ không phải là mâm cao cổ đầy, không phải là tiền bạc vật chất, mà là niềm vui khi nhìn thấy con cái hòa thuận, yêu thương, sống vui vẻ hạnh phúc. Mẹ, chúng con đúng là có lớn mà chưa có khôn, vẫn khiến mẹ buồn lòng. Mẹ yên tâm, chúng con sẽ nhớ lời mẹ dặn. Mẹ, mẹ hãy sống với chúng con thật lâu mẹ nhé. Ừ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.